nay mình đã có một chiếc ghế dùng để uống trà này, đi câu cá chưa? Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác canh mình một chiếc ghế nhá. Đây ạ. Với chiếc ghế như này, các bác nhìn đầu tiên là khung sườn của nó sẽ là Elok 304. Một dòng Elok mà các bác ngồi tha hồ chắc chắn này. Các bác nhìn này, một bạn thì tầm độ 55 cân, còn một bạn thì tầm độ 52 cân các bác ạ. Và cái ghế này thì các bác có thể 8-90 cân một tạ ngồi thoải mái cho em luôn nhá. Để về chất liệu của nó thì em quay cho các bác này. Nó sẽ là những sợi dù siêu chắc chắn như này. Đấy, và đệm vai của nó là sợi dù. Thì cái lợi ích của chiếc ghế này như thế nào thì em chia sẻ với các bác một chút. Đối với các bác anh nhà mình đi câu cá, các bác làm vườn và các bác nhà ở phố mà đang muốn có một chiếc ghế di chuyển, một chiếc ghế di chuyển các bác ạ, thì các bác anh nhà mình sử dụng ngay chiếc ghế này cho em nhé. Đấy, và đây chiếc ghế mới đây này các bác này, thì em gửi cho bác mới và chắc chắn các bác quan tâm đến giá của nó là bao nhiêu. Thì hiện tại em đang mở cho những quán trà sữa, những quán vỉa hè những chiếc ghế như này này, với giá là 160.000 đồng trên một chiếc thôi. Đấy, 160.000 nhá. Các bác mua nhiều là em hỗ trợ trở tận nhà cho các bác luôn đấy ạ. Đấy, và cái phần inox của nó nhá, nó gấp rất chi là gọn. Đấy, nhất là kể cả các bác mà làm vườn ấy, các bác cần một chiếc ghế để nghỉ giải lao. Đấy, mình cho ngay đằng sau xe nhá. Đây, đi đâu mình có một chiếc ghế gọn nhẹ như thế này để ngồi nghỉ giải lao. Đấy, và nhất là các bác ở ngoài phố thì em thấy là các bác rất thích chiếc ghế như thế này. Đấy, mình có một hai cái mang ra vỉa hè ngồi, ngồi để uống nước, uống nước trà, uống cà phê. Đấy, và tiện luôn là em sẽ đưa tới các bác những cái dòng bình giữ nhiệt này nhá. Đấy, bác làm mà đi làm, đi câu mà chưa có cái bình giữ nhiệt này thì hôm nay đây, em quay cho các bác đây. Như cái này là cái lửa lít này, em quay toàn loại xịn rồi nha các bác anh nhá. Cái này là lửa lít Elok 304 100%. Đây, các bác nhìn này, cái lắp của nó bên trong là lắp Elok giữ nhiệt. Cái lắp mở lắp ra. Đấy, Elok của nó sáng choang và có màng trà như này nhá. Cái bình này là bình cao cấp, là 230.000 đồng một cái. Em miễn phí ship từ tận nhà các bác anh luôn. Đấy, còn đây là mấy cái mẫu đèn, em giới thiệu đèn sau nhé. Còn về một cái bình USA, đây là một cái mẫu đèn siêu cao cấp luôn các bác anh ạ. Đây, một cái bình siêu cao cấp. Đấy, và với cái bình này là 1.3 lít. Em mở lắp cho các bác xem. Elok 316, lắp giữ nhiệt. Và cái này rót nước là mở lắp nhé. Đây, các bác rót nước này, nước không bao giờ lo trào ra ngoài. Và đặc biệt cái dòng bình này có thanh để ngang, để cho các bác anh nhà mình khi để bình là mình để ngang đấy, chứ mình không để đứng đâu. Để cho nó đảm bảo an toàn, không bị đổ. Mở bên trong cho các bác xem nhé. Bên trong cái này thì sẽ có một cái màng pha trà, pha cà phê. Các bác có thể cho trà, pha cà phê. Và nhất là các bác anh nhà mình mà cần uống thuốc lam đấy, thì nó rất chỉ là tốt, nó có thể giữ nóng cho các bác cả ngày. Và riêng giữ đá sẽ được 3 ngày. Về cái dòng bình USA này, cái này là 1.3 lít, với giá đang là 340. Loại xịn nhất sẽ có loại rẻ hơn nhá. Đấy, và đây là loại Elok dày, em miễn phí ship tới nhà các bác luôn. Còn một cái 1.7 lít, đây là 1.7 lít này các bác này, 1.7 lít, cái đấy là 2 lít rồi chứ, cái này là 1.7 lít đây các bác này. Đấy, 1.7 lít và 2 lít. 1.7 lít thì giá của nó đang là 380.000 đồng cho một cái. Còn cái 2 lít, lấy cái 2 lít cho các bác xem luôn. 2 lít thì nó đang là 410, và to nhất thì là 3.2 lít các bác ạ. Thay thế ngay một chiếc phích, thay thế ngay một chiếc phích các bác anh nhá. Cái này Elok của nó xịn lắm. Các bác lưu ý là hãy để ngang nhá, để ngang, tránh để nước sôi vào nó đổ nhiều thì nó ảnh hưởng đến cái giữ nhiệt ở bên trong. Đấy, và cam kết cho các bác giữ đá 3 ngày. Cái này bên trong của nó có những gì em mở cho các bác xem. Dòng này nó sẽ như nhau. Đấy, quá là chất luôn, xịn. Được rồi, ok. Đấy, và bên trong vẫn có pha trà, pha cà phê đầy đủ các bác ạ. Với dòng bình này ngày hôm nay thì em vẫn gửi và miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn nhá. Đấy, còn về mẫu đèn thì sao, em đã lấy hai cái mẫu đèn bằng điện. À, báo giá tới các bác cái to nhất đang là 570.000 các bác nhé. Đấy, đây các bác này, em vặn lên cho các bác xem. Cái này là chạy bằng điện nhá, sạc bằng điện đấy các bác ạ. Cái này treo ở cổng và treo ở trong nhà này, trưng bày phòng khách này, tuyệt vời luôn các bác anh nhá. Đấy, với giá là bao nhiêu cái này nhỉ? 100 thôi, 100.000 thôi các bác ạ, 100.000. Còn về cái đèn bão đây, cái đèn bão cổ mạ đồng. Cái này thì đốt dầu nhá, một cái là điện, một cái là dầu, cái này đốt dầu đấy các bác này. Các bác đốt được không thì trưng bày không cho nó đẹp các bác ạ. Đốt nó, đốt phải đốt bằng dầu sạch, đừng đốt bằng dầu đi lên nó đen, nó xấu các bác nhé. Đấy, cái này là 200.000 một cái đèn cổ. Đấy, ở video này ngày hôm nay thì em sẽ nhận, gửi và ship tới tận nhà các bác anh luôn. Đấy, bác nào cần mua ghế hay là mua bình cao cấp, em sẽ gửi đến tận nhà luôn nhé. Và qua video này thì đây, tất cả những đồ là đồ xịn.
Các bác anh nhà mình muốn mua ghế cũng có loại rẻ hơn đấy các bác ạ. Bình cũng thế. Thế nên là các bác cứ vào Zalo của em qua đầu số điện thoại trên góc màn hình nhá. Để em tư vấn và gửi nó tận nhà các bác luôn. Cảm ơn các bác nhiều nha.